Việt Nam ơi, thời gian quá nửa đời người và ta đã có tương tư. Ôi cuộc đời ngày sau tàn lửa vôi, mẹ Việt Nam đâu từng cơn sốt đã nhìn đời người lầm than đôi khổ nghèo nàn, kẻ quyền uy giàu sang dối gian. Giờ đây Việt Nam còn hay đã mất, mà giặc Tàu ngang tàng trên quê hương ta. Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội chết ngầm nuôi vì tay súng giặc Tàu. Là một người con dân Việt Nam, lòng nào làm ngơ trước ngoài sông, người người cùng nhau đứng lên đáp lời sóng núi. Còn người đi chẳng nề chi, già trẻ gái trai giơ cao tay chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược ban nước Việt Nam. Việt Nam ơi, thời gian quá nửa đời người và ta đã tỏ thường rồi. Ôi cuộc đời ngày sau tàn lửa khói, mẹ Việt Nam đâu từng cơn sốt đã nhìn đời người giàu sang đói khổ nghèo nàn, kẻ quyền uy giàu sang dối gian. Giờ đây Việt Nam còn hay đã mất, mà giặc Tàu ngang tàng trên quê hương ta. Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội chết ngầm nguôi vì tay súng giặc Tàu. Là một người con dân Việt Nam, lòng nào làm ngơ trước ngoài sông, người người cùng nhau đứng lên đáp lời sóng núi. Từng đoàn người đi chẳng nề chi, già trẻ gái trai giơ cao tay chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược ban nước Việt Nam. Từng đoàn người đi chẳng nề chi, già trẻ gái trai giơ cao tay chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược ban nước Việt Nam. Việt Nam tôi đâu
xin cảm tạ quý vị.